Công an tỉnh Bắc Giang cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 3 người tử vong xảy ra hôm 16 tháng 6, xác định nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1 có nhiều vật dụng là đồ nhựa. Nguyên nhân gây cháy là do đường dây điện truyền nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1. Khi cháy, các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời. Khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2, gây ngạt thở dẫn đến các nạn nhân tử vong. Trước đó, khoảng 3 giờ 41 phút, ngày 16 tháng 6 xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên vụ cháy đã khiến 3 người tử vong. Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo các hộ gia đình tự kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt, kịp thời thay thế hệ thống điện đã cũ nát, đảm bảo an toàn, không gây quá tải, dẫn đến chập cháy trong quá trình sử dụng các thiết bị, quản lý tốt các nguồn nhiệt, không để sự cố cháy nổ xảy ra.